anh ấy đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Mặc dù bản thân không đỗ đại học, nhưng tại sao không giả mạo một cái ra, với thái độ thử một lần xem sao. Anh ấy đặt một tờ thông báo vào máy photocopy, khéo léo sao chép lại huy hiệu trường, đổi một màu sắc, sau đó sửa lại phần giới thiệu. Thế là có được một tờ giấy báo nhập học giả. Tuy nhiên, chỉ một tờ giấy thì còn lâu mới đủ. Để lời nói dối này thêm chân thực, anh ấy tìm đến người bạn giỏi lập trình, nhờ anh ấy giúp mình tạo một trang web của trường. Sau đó, anh ấy cần giả vờ không hề hay biết, lặng lẽ chờ đợi cha đưa thông báo vào tay mình, rồi nghiêm túc đọc kết quả. William thân mến, chúc mừng con đã được nhận vào trường. Thấy đứa con bất tài cũng đỗ đại học, mẹ chỉ có thể dùng một cái ôm để bày tỏ tâm trạng xúc động. Còn người cha đằng sau lại nghi ngờ sự tồn tại của trường đại học này. Lúc này, William lấy trang web mà bạn tốt đã tạo ra làm lá chắn, khéo léo hóa giải cuộc khủng hoảng lần này. Nhưng chưa được bao lâu, cha đã hỏi anh một câu hỏi chí mạng. Bố đã xem trang web, ồ, trông nó không có vẻ thật lắm, giả à? Ừ, khó tin thật. Trông nó như một trường đại học tuyệt vời, thật ư? Của con đây, học phí học kỳ một trả một lần. Tuyệt quá. Cha nói một câu như thế trước khi rời đi. Họ đã nóng lòng muốn đưa anh đi học đại học. Nghe xong, sắc mặt William thay đổi. Lần này anh gặp rắc rối lớn rồi. Anh tìm bạn bè để cùng bàn bạc tìm cách giải quyết. Hy vọng họ có thể nói ra một tòa nhà, có thể giả làm trường học. Nhưng Red, người duy nhất đỗ đại học, lại bó tay. Lúc này, cô gái bên cạnh nghĩ ra một cách. Cô ấy dẫn họ đến một bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Nơi đây đã nhiều năm không có ai lui tới, là nơi hiện tại có thể đóng giả làm trường học nhất. Họ đẩy cửa bước vào. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách nhất là phải tu sửa lại. William chuẩn bị sửa trần nhà, ai ngờ một bộ xương khô từ trên rơi xuống. Red sợ hãi co rúm vào góc tường, dùng tiếng hét the thé để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Ngày hôm sau, bốn người chính thức bắt đầu một ngày bận rộn. Họ trước tiên là đẩy đổ hàng rào bên ngoài, rồi dọn dẹp toàn bộ căn phòng. Nhưng khi đối mặt với nhà vệ sinh công cộng, họ lại đánh bại trống. Môi trường bên trong thật sự quá tồi tệ, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, đóng cửa lại. Sau mấy ngày làm việc vất vả, Viện Kỹ thuật Nam Hammond đã có một hình dáng cơ bản. William nhận được điện thoại của cha. Cha vẫn rất nghi ngờ về trường học, đặc biệt là mấy lời vô nghĩa trên trang web, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Vì vậy, ông muốn gặp trực tiếp hiệu trưởng nhà trường. Rắc rối từ cha liên tục ập đến. Mặc dù William không ngừng khuyên can, nhưng điều này lại khiến cha càng kiên định ý nghĩ của mình. Sau khi cúp máy, anh lập tức kể chuyện mừng lớn này cho mọi người. Red ngay lập tức nghĩ đến chú của mình, vốn là giáo sư cấp cao của học viện Hammond bên cạnh, nhưng ông lại bị trường sa thải vì tính cách kỳ quặc. Bây giờ ông chỉ có thể dựa vào mức lương ít ỏi của cửa hàng quần áo để sống qua ngày. Ông có quan điểm riêng về giảng dạy, nhưng quan điểm của ông lại không được nhà trường công nhận. Để trả đũa nhà trường, trước khi bị sa thải, ông đã gửi cho hiệu trưởng một gói phân chó. Vì vậy, trước lời yêu cầu của William mời ông quay lại trường, ông không chút do dự từ chối. Nhưng đứa trẻ của khách hàng lúc nãy đã tố cáo ông với ông chủ. Đối mặt với đánh giá cửa hàng gặp nguy hiểm, ông chủ chỉ có thể sa thải ông để cứu danh tiếng cửa hàng. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục nói về chuyện lúc nãy, nhưng tôi phải đem theo căn nhà của mình. Được thôi, thế là chú của Red thành công đảm nhận vai trò hiệu trưởng. Hai người còn lại tận dụng mối quan hệ của mình ở trung tâm bồi dưỡng, tìm cho William một số diễn viên quần chúng miễn phí. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, William và cha mẹ vừa hay đến nơi, nhìn xung quanh môi trường đẹp và cơ sở hạ tầng của trường. Người cha vẫn luôn nghiêm túc cũng phải thán phục, con trai đỗ vào một trường đại học tốt. William dẫn họ tham quan bên trong, nhưng vừa mới bước vào, hệ thống điện suýt nữa đã lộ sơ hở. Nhưng đúng lúc này mẹ muốn đi vệ sinh công cộng, anh ấy tỉnh táo lại ngay lập tức chặn cửa, dùng vài lời nói dối để dụ họ đến ký túc xá. Bạn bè đã sắp xếp trước giả vờ là bạn cùng phòng của anh, càng lừa được sự tin tưởng của cha mẹ. Nhưng cô em gái tình ý luôn có thể tìm ra chỗ đáng ngờ. Cô phát hiện bên ngoài cửa sổ có song sắt bao quanh, dưới giường còn có dây buộc dùng để trị bệnh. William không thể để em gái tự tay hủy bỏ màn kịch này. Anh ấy thừa lúc cha mẹ không để ý, chuyển chủ đề sang chuyện gặp hiệu trưởng. May mà cha mẹ cũng thành công rơi vào bẫy của anh. Ban đầu hiệu trưởng còn đang khen ngợi quy chế của trường, nhưng càng về sau, ông càng liên tục chỉ trích giáo dục truyền thống. Gương mặt cha mẹ đầy nghi hoặc, thấy hướng chủ đề chuyển sang chỗ không nên chuyển, William lập tức đứng ra hòa giải. Nhưng hiệu trưởng không những không dừng lại, mà còn gia tăng mạnh mẽ chế giễu trường học là một kẻ lừa đảo. Nói rằng họ thu hút học sinh đến đây chỉ là muốn đem họ bán cho dây chuyền sản xuất và nhà máy gia công mà thôi. Đây chỉ là mối quan hệ lợi ích đơn giản giữa người mua và người bán. Ông càng nói càng kích động, ông càng nói càng kích động, cho đến khi William nói một câu vô nghĩa ở bên cạnh, ông mới nhận ra mình đang đi lệch hướng. Để không làm ông khó xử, ông nói một câu cuối cùng mà mọi người đều tán thành. Nói một trong những ý nghĩa tồn tại của trường là để học sinh tìm được một công việc với mức lương khá ổn. Nhờ câu nói này, cha thu lại sự đề phòng nghi ngờ. William cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, cha mẹ hy vọng anh có thể đặt việc học lên hàng đầu.
Nhưng họ vừa đi chưa lâu, William đã vứt bỏ lời của họ ra sau đầu. Anh và bạn bè say sưa trong thế giới ảo của trò chơi. Nhưng anh không biết rằng, một mớ rắc rối khó nhằn hơn đang chờ anh xử lý. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, mở cửa ra thấy một cậu bé. Cậu ta tự xưng mình đến đây nhập học. William cho rằng cậu ta nhầm, cho rằng cậu ta muốn đến học viện Hammond gần đó. Anh định đóng cửa lại, nhưng cậu bé lại nói rằng mình chính là đến đây học lấy bằng. Ngoài cậu ta ra, còn rất nhiều người khác cũng được nhận vào đây. Nhìn dòng người nối tiếp nhau không dứt, William cảm thấy linh hồn của mình tạm thời tách rời khỏi thể xác. Anh chỉ muốn lừa cha mẹ một chút, nhưng không ngờ một trò đùa lại được nhiều người coi là thật. Người đến đủ mọi hình dạng, nhưng họ đều có một điểm chung. Tất cả bọn họ đều giống như William, từng bị các trường đại học khác từ chối. Thậm chí một số phụ huynh đến còn không hề nghi ngờ chất lượng dạy học của trường. Họ chỉ muốn giao con cho nhà trường trông coi, sau đó bản thân có thể nhẹ nhõm. Phụ huynh đã trả toàn bộ học phí một năm. Số tiền lừa đảo khổng lồ này đủ để anh ấy sống nửa đời còn lại trong tù. Anh đoán là trang web của Red có vấn đề, nên lập tức đến chỗ anh ta ở, học viện Hammond, để tìm kiếm bóng dáng anh ta. Anh lừa lấy được một bộ vest. Ở đó, anh gặp được cô gái mình yêu thầm. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô gái, trong lòng anh lại nổi lên sự bồn chồn không kìm được. Nhưng nghĩ đến việc cô gái chưa bao giờ thực sự coi trọng mình, lòng anh lại ngổn ngang trăm mối. Ngay ngày mỗi học sinh nhận được thông báo nhập học, cô gái tổ chức một bữa tiệc vì đỗ vào học viện Hammond. Cô còn đặc biệt mời William. William ngây thơ nghĩ rằng tình yêu đang vẫy gọi mình, nhưng không ngờ đối phương chỉ muốn nhờ anh giúp sửa bãi cỏ trong sân. Anh đã nghĩ đến chuyện từ chối, nhưng anh lại không muốn cô gái buồn vì chuyện này. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, anh đành phải đi làm vai bị sai bảo bừa bãi. Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, cô gái liền quay người chạy về phía bạn trai đang chờ đợi. Nhìn cảnh này, William không nhịn được tự mỉa mai bản thân. Giữa anh và tình yêu chỉ cách nhau một chiếc ô tô. Lúc này bạn trai của Monica đi đến, vốn là cuộc trò chuyện tốt đẹp của hai người lại có kẻ thứ ba chen ngang. William rất bực bội, anh không muốn nói với Ross một câu nào. Anh đến một phòng khác tìm Red, hỏi anh ta rốt cuộc trang web đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng dù nói thế nào, cuối cùng vẫn là sự giao tiếp giữa hai người không hợp nhau. Lúc đó, William quan tâm đến việc cha cẩn trọng phát hiện sơ hở. Vì vậy, có thể để Red thêm vào trang web. Một tùy chọn nhập học không thể nhấp vào, nhưng Red lại hiểu nhầm rằng anh ta thực sự muốn tuyển sinh viên, nên đã khéo léo tạo ra sự rắc rối lần này. Bạn bè đề nghị cuốn gói bỏ trốn, nhưng lương tâm của William không cho phép anh làm vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định triệu tập một cuộc họp để thành thật với họ về sự thật này. Anh tập hợp sinh viên vào hội trường. Đúng lúc anh chuẩn bị phát biểu, cậu bé sáng nay giơ tay lên. Cậu đứng dậy nói với mọi người, khi cậu được Viện Kỹ thuật Nam Hammond nhận vào, cha mẹ cậu lần đầu tiên trong đời tự hào về cậu. Vừa dứt lời, tiếng hoan hô vang lên khắp khán đài. Họ dùng tiếng vỗ tay để bày tỏ sự phấn khích trong lòng. Trải nghiệm của cậu bé đại diện cho tất cả mọi người ở đây. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng được người lớn công nhận. Nhưng chính vì đỗ đại học, cha mẹ mới có thể nhìn nhận lại họ. Và bài phát biểu của cậu cũng khiến William trong lòng gợn lên một lớp sóng lăn tăn. Anh bảo những sinh viên nộp đơn vào các trường khác giơ tay. Kết quả là họ đồng loạt giơ tay lên, nhưng lại lần lượt hạ xuống khi William hỏi họ có tọa nguyện hay không. Tôi biết cảm giác bị từ chối. Họ nói bạn chưa hoàn thành đủ tín chỉ, nên bạn vẫn chưa làm đủ. Anh ấy đang làm gì vậy? Tôi nghĩ anh ấy đang khởi động. Chẳng lẽ chúng ta không có cơ hội được chấp nhận sao? Ở Nam Hammond, chúng tôi nói với các bạn là có thể. Chúng tôi nói có với ước mơ của các bạn, nói có với giấc mơ của các bạn, bao dung khuyết điểm của các bạn. Chào mừng các bạn, trải nghiệm chung khiến William quyết định sẽ duy trì trường học này. Anh không muốn nhóm bạn đồng trang lứa này lại bị cha mẹ phủ nhận như bản thân. Tuy nhiên, thử thách của William mới chỉ bắt đầu. Red không hiểu cách làm của anh. Giả sử một ngày nào đó họ thực sự phát hiện ra đây là một ngôi trường căn bản không tồn tại, thì cuộc đời anh sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nhưng William chỉ cần nhìn xuống bục, ánh mắt đầy ánh sáng của sinh viên, cổ họng anh như bị nghẹn lại, không thể nói ra lời nói đả kích người khác đó. Nhưng hiện tại phải đối mặt với một vấn đề thực tế. Anh không biết làm thế nào để quản lý trường học. Sinh viên không có khóa học ở bên ngoài nướng thịt, trượt nước, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có này hết mức có thể. Nhưng nếu tình hình này kéo dài, sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý từ bên ngoài. William đạp xe đến học viện Hammond. Anh vào lớp học, muốn biết các loại khóa học được mở ở đây. Nhưng sinh viên trong lớp đều không muốn để ý đến anh. Giáo viên trên bục giảng cũng không quan tâm sinh viên có hiểu được kiến thức hay không, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được lương là được. Cuối cùng giáo viên dùng một chiếc máy tính tiền cho qua chuyện. William suy nghĩ về ý nghĩa của nền giáo dục như vậy. Anh đứng giữa dòng người tấp nập, mặc cho sinh viên qua lại đi về. Anh gần như không thể phân biệt đâu là ảo tưởng, đâu mới là hiện thực. Họ đều đang chạy về các lớp học của mình, thậm chí không có thời gian dừng chân, suy nghĩ kỹ xem bản thân có thực sự mong muốn bị một số các khóa học phức tạp và vô ích kiềm chế bước tiến. Cho đến khi giọng nói của Monica vang lên, dòng suy nghĩ của anh mới được kéo về. Anh đuổi theo gọi Monica lại. Từ miệng cô, anh biết được, mỗi sinh viên có thể chọn khóa học mình quan tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có thể chọn trong số các khóa học do trường quy định.
Anh tìm đến chú, hy vọng ông có thể cho anh một ít ý kiến. Chú cho rằng đại học không phải là một chuỗi cung ứng cao siêu. Cuối cùng, nó cũng chỉ là một ngành dịch vụ. Sự tồn tại của nó là cần phải cúi đầu lắng nghe ý kiến của đại chúng. Sinh viên bỏ tiền đến đây không phải để bị đại học mỉa mai châm chọc. Ngược lại, họ muốn có được trải nghiệm mà mình mong muốn. Dưới sự khai sáng của chú, William như được khai sáng. Anh lấy ý kiến của từng sinh viên về khóa học. Hãy để họ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới họ. Khóa học được viết lên bảng đen, dù là ý tưởng không thực tế nào, chỉ cần là muốn học, đều có thể tự làm thầy giáo của chính mình. William sẽ chuẩn bị cho họ mọi cơ sở vật chất, đồng thời anh cũng sẽ vô điều kiện công nhận sinh viên. Giao nhiệm vụ cho mỗi sinh viên hoàn thành. Trong bầu không khí môi trường đơn giản thư thái này, những chàng trai yêu thích ván trượt có thể tự do toát mồ hôi. Sinh viên thích thiền định cũng không bị ràng buộc gì. Những người sẵn sàng dành thời gian cho việc nấu nướng cũng có thể phát huy đầy đủ. Tại Viện Kỹ thuật Nam Hammond, điểm sáng của mỗi sinh viên đều có thể được giải phóng vô hạn. Làm những việc mình yêu thích cũng dần dần trở thành châm ngôn của trường. Phương thức giảng dạy thú vị mà không thiếu tri thức dần dần được lan truyền. Ngày càng nhiều sinh viên đến vì danh tiếng. Tuy nhiên, một tin xấu âm thầm ập đến. Hiệu trưởng Học viện Hammond nảy ra một ý nghĩ quanh co. Trong mắt ông, tốt xấu của một trường học quyết định bởi số lượng sinh viên mà nó từ chối nhận. Nhưng mấy năm gần đây, số lượng sinh viên trường từ chối đã giảm mạnh, không thể so sánh với Đại học Yale và Princeton. Ông quy hết những điều này vào sự chênh lệch cơ sở vật chất. Bây giờ ông muốn mở rộng quy mô trường, thu hồi và phá dỡ toàn bộ các tòa nhà cũ xung quanh. Như vậy có thể thu hút thêm nhiều sinh viên đến đây. Và Học viện Nam Hammond của William nằm trong kế hoạch của ông. Ông để Ross đi xử lý ổn thỏa kế hoạch thu hồi này. Kết quả, nơi đầu tiên anh ta đến chính là Học viện Nam Hammond. William chặn anh ta ở ngoài cửa, khi biết anh ta đến đây để thảo luận thỏa thuận chuyển nhượng. William nói rằng người sở hữu quyền sở hữu ở đây, không muốn bán quyền sở hữu. Sau đó anh đóng cửa lớn lại, tiễn vị khách không mời mà đến này đi. Đúng lúc Ross thất vọng bỏ đi, một sinh viên vô tình tiết lộ tên trường cho anh ta. Về nhà, Ross lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin. Anh phát hiện ra đây chỉ là một trường đại học giả. Một cô gái cố ý tiếp cận Ross. Trong căn phòng chỉ có hai người, họ không kìm được bước qua ranh giới của nhau. Và tất cả những điều này đều bị Monica bắt gặp. Monica, đợi đã, chết tiệt. Ngày hôm sau, cô em gái không yên phận chủ động tìm đến William. Cô đã sớm nhìn thấu lớp ngụy trang của anh. Bây giờ muốn cô giữ kín bí mật này thì phải lấy tiền bịt miệng cô. Nhưng cô em gái mở miệng đòi 2 vạn đô. Rõ ràng là William tuyệt đối không đồng ý. Thấy anh trai không thể thỏa mãn yêu cầu của mình, cô em gái liền gọi điện cho cha mẹ nói rõ tình hình. Lần này William ngồi không yên, anh đành phải hợp tác với em gái. Ngày hôm sau, hiệu trưởng đã biết sự tồn tại của Nam Hammond, thấy trường đại học có thể được sinh viên yêu thích và độ nổi tiếng còn cao hơn cả Học viện Hammond. Hiệu trưởng quyết tâm trừng phạt William. Ông lợi dụng điều kiện vào học viện luật, sai khiến Ross dưới tay giúp ông giải quyết rắc rối này. Monica bận rộn cả ngày trở về ký túc xá. Trên bàn cô có một cuốn tạp chí nhiếp ảnh và một chiếc máy ảnh. Đó là quà William tặng cô. Anh vẫn nhớ cuộc trò chuyện của hai người vào buổi chiều hôm đó. Monica nói với anh rằng cô rất thích nhiếp ảnh, nhưng giáo viên hướng dẫn lại không cho cô đăng ký môn học này. Và William luôn ghi nhớ trong lòng. Monica dần ý thức được lòng tốt đặc biệt của William dành cho cô. Cô đến Học viện Nam Hammond theo sự chỉ dẫn của bạn bè. Cô tìm được William, thấy cô đến, William tỏ ra đặc biệt lúng túng. Monica cảm ơn anh đã tặng máy ảnh cho cô, nhưng William thực sự chỉ muốn nghe lời cảm ơn thôi sao? Anh dẫn cô tham quan trường. Monica rất tò mò về tấm bảng đen ghi đầy khóa học. Lãnh đạo hy vọng chúng tôi xây dựng lớp học của riêng mình, nên chúng tôi viết chúng lên bảng. Thật không? Đúng vậy. Tuyệt quá William. Hay là cậu cũng chọn một cái đi không không? Thôi nào, chọn một cái đi William, không có gì đâu thật đấy. Cho dù cậu không chọn, đứng trên đó cũng rất thú vị. Được thôi, thấy thích cái nào thì bảo mình dừng lại. Được. Mình thích cái này, giới tính yếu hơn so với đàn ông. Đưa mình cây bút. Ồ, chết tiệt, 236 không giống như một lớp học. Họ thấy Red đang đóng vai người xúc xích ở đó. Người qua đường đều nhìn thấy anh ta nhưng không để ý, coi anh ta như một chú hề nhảy nhót. Red nói đây là trang phục bắt buộc của hội anh em Học viện Hammond. Anh luôn muốn gia nhập vào đó. Đó là biểu tượng của địa vị trong trường. Anh muốn thông qua cách này để được các thành viên công nhận. William không hiểu tại sao anh ta lại làm nhục bản thân như vậy. Rõ ràng anh ta cũng biết đây chỉ là hành động chiêu trò, nhưng lại cứ đâm đầu vào tường không quay đầu lại. Anh không muốn Red bị họ làm nhục, nhưng lời khuyên tốt bụng của anh bị Red coi như một sự phủ định. Anh ta mắng nhiếc William không biết thưởng thức, cho rằng anh đang mỉa mai khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh ta. Red đã bị lòng hư vinh che mờ đôi mắt, nhìn anh ta dần đi xa trên con đường ngược lại của cuộc đời. William trong lòng rất không thoải mái. Ngày hôm sau, Red nhắc nhở anh rằng muốn xây dựng một môi trường tốt, hệ thống bảo hiểm cần thiết là không thể thiếu. William không nghĩ vậy, cho rằng nơi đây sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Kết quả ngay giây tiếp theo, một tay đua mô tô lao thẳng vào bể bơi. Môn thể thao mạo hiểm khiến William lập tức thay đổi suy nghĩ. Anh muốn chuẩn bị mọi thứ trước khi xảy ra tai nạn. Tối đó anh để Red ở lại đây tham dự buổi khiêu vũ. Nhưng Red lại từ chối yêu cầu của anh,
Bây giờ anh ta phải lập tức chạy đến buổi họp mặt của hội anh em. Buổi khiêu vũ diễn ra được nửa chừng, Monica cũng nghe tin mà đến. William đưa cô vào phòng ngủ, cho cô xem thiết kế đèn trong phòng. Sau đó William nhân lúc có hơi men đã bày tỏ tình cảm bao năm nay của anh dành cho cô. Và Monica cũng nói với anh, muốn hôn cô thì chủ động một chút. Không khí ấm áp trong phòng lên đến đỉnh điểm, ánh mắt hai người đan xen tình tứ. William không kìm được sự xao xuyến trong lòng mà hôn lên, nồng nhiệt mà dịu dàng. Bên này hội anh em đã không còn náo nhiệt như mọi năm. Phần lớn mọi người đều bị thu hút đến buổi khiêu vũ của Học viện Nam Hammond. Là chủ tịch hội, gương mặt Ross đầy giận dữ. Anh ta dẫn người chạy đến hiện trường buổi khiêu vũ. Red đang tán gái nhìn thấy họ. Anh lập tức thông báo cho William. Cảm thấy bất an, William kéo Monica muốn ra ngoài. Lại gặp mặt Ross đang đợi ở ngoài. Thấy Monica ở cùng anh, Ross muốn dùng nắm đấm đối đầu với anh. Nhưng đây là địa bàn của William. Đánh nhau thật thì anh ta không có lợi thế nào. Để không mất mặt ở đây, Ross ủ rũ dẫn người rời đi. Trước khi đi anh ta muốn tặng mọi người một món quà. Anh ta kéo thiết bị khẩn cấp chữa cháy, để cả sàn nhảy lộ ra dưới mưa. Nhưng điều này không những không khiến mọi người dừng hoạt động, mà còn khiến họ trở nên hưng phấn hơn. Nửa đêm, bạn gái mới của Ross đánh thức Red. Cô dẫn anh ta đến hội anh em. Là chủ tịch hội, Ross mời anh ta gia nhập hội anh em. Nhưng trước đó, anh ta phải vượt qua một bài kiểm tra lòng trung thành. Red háo hức đồng ý, nhưng vấn đề anh ta sắp phải đối mặt tiếp theo sẽ trực tiếp đẩy William vào vực sâu. William gõ cửa phòng Red, trên mặt anh xuất hiện thêm vài vết bầm tím. Rõ ràng là hôm qua anh đã gặp bất trắc ở hội anh em. Ross đe dọa anh khai ra tất cả về Học viện Nam Hammond. Họ còn lấy đi máy tính xách tay và địa chỉ email. Chết tiệt. Xin lỗi, tôi chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống đại học. Tôi không muốn, hiểu không, tôi không thể như vậy. Tôi không muốn cuối cùng bị đuổi học, trở thành đồng phạm của kẻ lừa đảo. Những trải nghiệm đại học này, bao gồm cả việc mất đi nhân phẩm của anh, suốt ngày làm nhục anh, bắt anh mặc đồ như xúc xích. Đó là truyền thống. Đúng, tôi cũng có một truyền thống. Red, 5 tuổi chúng ta đã là bạn tốt. Đây là truyền thống duy nhất mà tôi biết. Red không nói nên lời, anh ta cần đứng về phía Ross vì tương lai của mình. Bị anh em phản bội không phải là tồi tệ nhất, tồi tệ hơn là Ross đã xâm nhập vào trang web của trường, gửi thư mời họp phụ huynh đến từng phụ huynh học sinh. Theo sau phụ huynh là hiệu trưởng Học viện Hammond, ông công khai tuyên bố tính bất hợp pháp của Học viện Nam Hammond, cho rằng nó không đủ tư cách là một cơ sở giáo dục. Cha mẹ ném ánh mắt nghi ngờ, và cái đầu cúi xuống của William đã nói lên câu trả lời. Cuối cùng, vở kịch này đã kết thúc với một kết cục không hoàn hảo. Cha nói anh đã làm một việc ngu ngốc, bảo cô thu dọn hành lý đi nhanh chóng, và Học viện Hammond xử lý chuyện này. Monica ghét sự dối trá, để lại một bóng lưng quay người bỏ đi. Những sinh viên bị lừa không phàn nàn, ít nhất họ cũng từng được công nhận ở đây. Cuộc sống của William cứ thế mất phương hướng, điều đang chờ đợi anh phía sau là một vụ kiện đủ để thay đổi cuộc đời của nhiều học sinh. Không khí trên bàn ăn lạnh lẽo, trước khi cha phát biểu, không ai dám lên tiếng. Họ cứ giữ ngưng như vậy trải qua một đêm. Chỉ trong một ngày, Học viện Hammond vốn náo nhiệt đã trải qua sự lạnh nhạt của cảnh người đi chào nguội. Các cơ sở xung quanh đều được kéo dây cảnh báo. Trước cổng chất đống một số thư từ, trong đó có một bức thư là của hiệu trưởng gửi đến luật sư. Anh tập hợp bạn bè, muốn cược lần cuối, bởi vì anh phát hiện ra một kẽ hở. Chỉ cần có thể hoàn thành chứng nhận tư cách pháp lý trước phiên tòa cuối cùng, như vậy cáo buộc của Học viện Hammond sẽ vô hiệu. Anh muốn hết sức giành lấy quyền lợi hợp pháp cho Học viện Hammond, không chỉ vì bản thân, cũng vì mỗi người ở Học viện Nam Hammond. Nói xong, một tràng vỗ tay vang lên. Red chọn bạn bè trước tương lai. Anh muốn cùng William đối mặt với khó khăn lần này. Red một lần nữa mời chú đến đóng vai luật sư. Trước khi xử án, họ được thông báo phòng xử án chuyển đến một sảnh chính rộng hơn. Nguyên nhân là sinh viên Học viện Kỹ thuật Nam Hammond tự phát muốn dự thính. Monica cũng chạy đến đây vào giờ chót. Theo quy định, một trường học cần phải có cơ sở vật chất, khóa học và giáo viên. Thẩm phán muốn biết Viện Kỹ thuật Nam Hammond có phù hợp với 3 tiêu chuẩn hay không. Chú không định phát biểu. Ông muốn cơ hội duy nhất này trao cho người hiểu rõ nhất về trường học và sinh viên này. William đứng dậy, anh trình bày Nam Hammond có nhà bếp, có bể bơi, có đường trượt ván, cũng có ký túc xá và phòng học đầy đủ tiện nghi. Anh không cho rằng những cơ sở này thua kém ai. Ngược lại, anh sẽ rất tự hào khi một trường đại học có những thứ này. Nhưng thẩm phán nghiêng về phía Học viện Hammond, buộc tội William không xây dựng tốt, cơ sở y tế cũng không có thư viện. Đến phần khoa học, William lấy ra tấm bảng đen đã chuẩn bị trước. Đây là báu vật đáng tự hào nhất của Nam Hammond. Nó đại diện cho trí tưởng tượng bay bổng của mỗi sinh viên. Nhưng viên ngọc tốt trong mắt William lại biến thành một viên đá phổ thông vô dụng trong mắt thẩm phán. Ông không thấy bất kỳ khóa học có giá trị nào trên đó. William không trả lời, anh để những chủ nhân của khóa học này giải thích ý nghĩa tồn tại của mỗi khóa học. Phát biểu của mỗi sinh viên đều khác nhau, nhưng họ đều bày tỏ ý nghĩa chung. Đó là giáo viên vốn không nên chỉ truyền đạt chữ trên sách vở, mà nên đào sâu hơn năng khiếu của học sinh, để họ tìm thấy tọa độ của mình trong kinh vĩ tuyến của cuộc đời. Còn về giáo viên của trường, tất cả sinh viên chính là thầy của chính mình. Hiệu trưởng Học viện Hammond phản đối trước tiên,
Ông mắng nhiếc học sinh không phải và không thể là giáo viên. Thẩm phán cũng đồng ý quan điểm của ông, giáo viên nhà trường phải phù hợp với nguyên tắc. Thế là William không biết nói gì. Giáo viên lên tiếng, xin Chúa phù hộ, thưa ngài thẩm phán, tay BK này đã rất lâu không dạy học rồi. Chúng tôi cộng tác ở Harmon hơn 20 năm. Sau đó ông ta bị sa thải, ông ta là kẻ nghiện rượu, già rồi, có một số hành vi điên rồ. Này tên khốn, anh đang nói về chú tôi đấy. Ngồi xuống. Được, này, sao anh không lấy bằng tiến sĩ của mình, về nhét vào mông anh đi. Người của cả hai bên đều không chịu nhường ai. Thẩm phán không dám tin một giáo viên có thể đối phó với hàng trăm sinh viên. William không định trả lời câu hỏi của ông. Anh đã đoán được kết cục thua kiện của mình, bởi vì không ai hiểu họ cả. Tất cả mọi người đều muốn họ tuân thủ quy tắc cũ. Xây dựng trường học giống như Học viện Harmon, ý tôi là... Học viện Harmon có truyền thống lịch sử hơn 100 năm. Nhưng truyền thống là gì? Áp bức bạn học. Làm nhục người mình không ưa. Gây áp lực lớn cho trẻ con dẫn đến quá sức mà phát điên nghiện ma túy. Trường giả mạo của anh đang phá hủy các trường đại học thật sự. Tại sao không thể cùng tồn tại? Các anh có quy tắc của các anh, cấu trúc của các anh, tháp ngà của các anh, còn chúng tôi làm theo cách của mình. Tại sao phải tuân theo quy tắc của các anh? Hiệu trưởng nói William là một tội phạm, nhưng William lại cho rằng hiệu trưởng mới là tội phạm thực sự. Ông tước đoạt sự sáng tạo và đam mê của sinh viên. Các phụ huynh bên dưới nghe những lời này chân thành này cũng bắt đầu lung lay suy nghĩ trước đó. William càng nói càng hăng say. Anh không quan tâm kết quả phiên tòa hôm nay, bởi vì họ đã giành được chiến thắng. Họ đã tìm thấy phương hướng cuộc đời. Họ đã tìm thấy sự học tập đúng nghĩa. Tất cả những điều này không cần truyền thống hư ảo và tiền bạc để hoàn thành. Thứ duy nhất cần được dùng đến chỉ là một trái tim nóng bỏng và rực cháy, và một đôi mắt giỏi phát hiện. Chúng tôi sẽ không ngừng học tập, cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Chúng tôi sẽ không quên những lý tưởng được truyền vào mảnh đất của mình. Bởi vì chúng tôi là chủ nhân của Nam Harmon, chúng tôi cũng sẽ luôn là chủ nhân của Nam Harmon. Cho dù anh nói gì, làm gì, xây gì, đều có thể để chúng tôi thay đổi. 11. Thẩm phán ra hiệu mọi người im lặng. Họ cần thảo luận kết quả phán quyết cuối cùng. Một lúc sau, họ có được câu trả lời cuối cùng. Như William đã nói, giáo dục không nên như cái máy vô hồn nhồi nhét kiến thức, mà nên để trí tưởng tượng và sáng tạo của họ nở rộ khắp nơi. Ở điểm này, William đã làm rất thành công. Vì vậy, thẩm phán quyết định cho phép Nam Harmon thử nghiệm một năm. Ông gõ búa kết thúc, tuyên bố người chiến thắng lần này là Học viện Nam Harmon. Ngay lập tức, sảnh chính vang lên tiếng vỗ tay như sấm. William đã thành công giành được một tia sinh cơ cho Học viện Harmon. Khuôn viên trường khôi phục lại sự náo nhiệt ngày xưa. Cha mẹ William cũng thay đổi thái độ với anh. Monica cũng hòa giải lại với anh. Đến thời điểm này, bộ phim đã đặt dấu chấm hết. Đây là câu chuyện được chuyển thể từ sự kiện có thật. Học viện Nam Harmon đã nhảy vọt lên hàng các trường đại học nổi tiếng thế giới chỉ trong một năm sau đó. Nó đã đào tạo ra nhiều thanh niên ưu tú cho xã hội, như đạo diễn Matt Duffer của Stranger Things cũng là một trong số đó. Vì vậy, đừng vội định nghĩa mỗi sinh viên. Vốn dĩ họ có những hoàn cảnh cuộc sống khác nhau. Có lẽ họ sẽ như Red đỗ vào một trường đại học danh tiếng trong sự mong đợi của cha mẹ, hoặc như William trở thành một sinh viên trượt đại học. Nhưng mỗi người đều sẽ có điểm sáng, chỉ là vẫn chưa được phát hiện. William là một đứa trẻ thông minh, nhưng anh đã dùng sai chỗ tài năng của mình. Thời trung học, anh đã làm giấy tờ giả cho từng bạn học, kiếm được không ít tiền. Nhưng về việc sống nốt quãng đời còn lại thế nào, anh lại không biết gì cả. Cha mẹ William và hiệu trưởng đại diện cho nền giáo dục truyền thống. Họ không thể chấp nhận việc trẻ con vì để trở thành chính mình mà từ bỏ tương lai mà chúng muốn trở thành. Thẩm phán là người sống dưới bóng của nền giáo dục truyền thống. Nhưng đối với ông, trong tâm hồn ông cũng tồn tại khát vọng theo đuổi sở thích của mình. Đam mê theo đuổi, ông mơ ước trở thành một nhạc công kèn trombone. Nhưng rất không may, đôi cánh ước mơ của ông không thể bay ra khỏi mưu mẹo của thực tế. Ông chỉ trở thành người mà mọi người muốn ông trở thành. Giúp William định đoạt bằng một nhát búa, cũng là đang cứu vãn chính bản thân mình trước kia. Tầm quan trọng của giáo dục không cần phải nói, nhưng nó không nên cứng nhắc. Nó cần cải cách theo sự tiến bộ của thời đại, để bổ sung thêm nhiều tính thực dụng. Nền giáo dục hiện nay khiến học sinh không thể cởi bỏ áo dài của mình, cũng không dám bước ra khỏi núi lãng lãng của riêng mình. Sống thành hình mẫu của người khác không quan trọng, sống theo phong thái của chính mình mới là ý nghĩa thực sự của một con người trên đời. Cha có một câu đáng suy ngẫm, là chọn vào đại học hay tham lam lợi nhỏ sớm vào xã hội đi làm. Câu trả lời rõ ràng, vào đại học học sâu hơn mới có nhiều cơ hội hơn. Có ước mơ, dám trả giá nỗ lực theo đuổi vì nó là một điều rất tốt. Tất nhiên là vậy, thỏa hiệp cần thiết với thực tế cũng là điều nên có. Ý nghĩa của giáo dục rốt cuộc là gì? Không phải những cuốn sách nhàm chán đó, mà là những tâm hồn theo đuổi và sáng tạo đó. Giáo dục có nghĩa là có được những góc nhìn khác nhau, hiểu những con người khác nhau, những trải nghiệm và lịch sử. Tiếp nhận giáo dục, nhưng đừng để nền giáo dục của bạn trở nên kiêu ngạo cứng nhắc. Giáo dục nên là sự mở rộng tư tưởng, sự đào sâu lòng đồng cảm, sự mở rộng tầm nhìn. Giáo dục cũng không nên khiến định kiến của bạn trở nên cố chấp hơn. Nếu mọi người được giáo dục, họ nên trở nên ít chắc chắn hơn, chứ không phải chắc chắn hơn. Họ nên nghe nhiều hơn, nói ít hơn, đam mê sự khác biệt,
yêu thích những ý tưởng khác với họ. Giáo dục không phải để sao chép học sinh giỏi, mà cần khai quật tài năng bẩm sinh của mỗi đứa trẻ. Giáo dục không phải lấp đầy mà là khai quật. Nó không phải để đổ đầy thùng nước, mà giống như thắp sáng một ngọn lửa vậy, để học sinh tỏa sáng tỏa nhiệt. Hãy biến thành một con chim tự do, bay đến ngọn núi bạn muốn đến.